lấy chồng có trọn công bo nhây, lầy và hề hước sẽ thú vị cỡ nào. Nhìn vào cuộc sống hôn nhân của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh sẽ rõ. Trong khi các ông chồng thi nhau nịnh nọt và tung, nóc nhà, lên mây xanh thì Lê Dương Bảo Lâm chỉ luôn trong tư thế canh me, mọi khoảnh khắc khó đỡ của vợ để đăng ảnh dìm, không thương tiếc lên mạng xã hội. Mà chơi vợ một mình cũng chán, trong ngày đầu giãn cách xã hội rảnh rỗi ở nhà nên Lê Dương Bảo Lâm đã tìm đồng minh bằng cách mở đại hội dìm vợ trên fanpage cá nhân. Theo thể lệ cho Lê Dương Bảo Lâm đưa ra, cuộc chơi này chỉ dành cho nam giới và người chơi phải đăng công khai bức ảnh vợ hoặc bồ bên dưới bình luận, ai có số lượng tương tác nhiều nhất sẽ chiến thắng giải thưởng 2 triệu đồng. Nhân ngày rảnh rỗi, Lê Dương Bảo Lâm mở cuộc thi cực nguy hiểm mang tên dìm vợ giải thưởng hai triệu hấp dẫn đấy, nhưng xem ra có nhiều cánh mày dâu phải e dè tham dự đây. Mở ra cuộc chơi thì phải làm gương, Lê Dương Bảo Lâm tung luôn ba khoảnh khắc của Quỳnh Quỳnh từ lúc trăm con, ăn uống rồi đi ngủ đều có đủ. Đáng chú ý, nhìn ánh mắt sắc lẹm và biểu cảm hờn rỗi của Quỳnh Quỳnh mà nhiều đối thủ đã chịu thua, top một ảnh dìm vợ là đây chứ đâu nữa. Lê Dương Bảo Lâm nhập cuộc trước khi tung bức ảnh biểu cảm khó ở của bà xã. Tốt 10 những bức ảnh dìm vợ đỉnh cao, và đây là tốt 1. Có ai khổ sở nhưng Quỳnh Quỳnh, một nách hai con, nhưng lại bị chồng lầy lội chụp những khoảnh khắc dìm không thương tiếc thế này. Mặt ai thi nhau nịnh, nóc nhà, khi khoe ảnh sinh lung linh chứ Lê Dương Bảo Lâm chỉ thích canh me những khoảnh khắc dở khóc dở cười của vợ. Dân tình đang lo sợ không biết Lê Dương Bảo Lâm có yên thân yên phận với Quỳnh Quỳnh trong mấy ngày tới không nữa.